Nicaragua, Đức Thanh cha giải vạ cho linh mục Ernesto Cardenal, sứ thần tòa thánh tại Nicaragua cho biết, Đức Thanh cha đã giải tất cả các hình phạt từ 35 năm nay theo giáo luật cho cha Ernesto Cardenal, theo lời thỉnh cầu của cha và cha được tái thi hành sứ vụ linh mục. Cha Ernesto Cardenal, năm nay 94 tuổi, đang bị bệnh nặng. Cha vốn là một đan sĩ thuộc dòng Cito Nhật phép, quen gọi là dòng Trappist, và cũng là một thi sĩ nổi tiếng. Cha đã hoạt động trong đảng Sandino tả phái của Daniel Ortega, hiện là tổng thống Nicaragua và từng làm bộ trưởng văn hóa của Nicaragua từ năm 1979 đến năm 1987. Cách đây 35 năm, Đức Thánh Cha Joan Paulo II đã cấm cha Cardeno không được thi hành các chức vụ thánh. Năm 1994, cha Cardeno từ bỏ đảng mặt trận giải phóng dân tộc Sandino, và phê bình xu hướng độc tài của đảng này. Đảng Sandino do Tổng thống Ortega tiếp tục cầm quyền tại Nicaragua và nhiều lần đàn áp giáo hội và các thành phần đối lập. Ngày 2 tháng 2 năm 2019, Đức Tổng giám mục Stanislaw Somertag, sứ thần tòa thánh tại Nicaragua, đã thăm viếng và nói chuyện với cha Cardinal. Từ đó cha đã xin tòa thánh giải vạ và cho trở lại chức vụ linh mục. Hôm Chủ nhật 17 tháng 2 năm 2019, Đức Sứ Thần đã thông báo quyết định giải vạ của Đức Thánh Cha, đồng thời chuyển phép lành của Ngài cho cha Cardano. Cùng ngày 17 tháng 2, Đức Sứ Thần đã đồng tế thánh lễ với cha Cardano. <laughs>